Con đi tự do phát xin chào anh chị ạ. Chúng ta lại gặp nhau ở video clip này và chính là video clip về sữa con điện tử. Và trên YouTube, con tự do phát có rất nhiều video clip về con điện tử, về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn hiệu chuẩn và những video clip về hướng dẫn sửa chữa những dòng con điện tử. Thì để xem lại cái video clip chuyên về sữa con điện tử thôi, thì anh chị hãy gõ cân gia phát sữa cân điện tử trên YouTube thì YouTube sẽ hiện ra đúng video clip này cùng với những video clip về chuyên về sữa cân điện tử khác của cân điện tử gia phát. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến vùng gia kiệm Đồng Nai để sửa cân điện tử, và đây chính là quang cảnh sân phơi của anh chị khách hàng ở vùng gia kiệm Đồng Nai. Trong xưởng của anh chị này có rất nhiều dòng cân điện tử, từ những dòng cân điện tử ghế ngồi đến dòng cân điện tử nông sản, bọc thép và nhiều dòng cân điện tử khác nữa trong xưởng đang chuẩn bị mang ra. Thì anh chị khách hàng này đã nghĩ rằng là những dòng cân này đã sử dụng lâu rồi và đã hư rồi, đã hư hỏng rồi và các hãng trong kho gần như chỉ chờ đến ngày bán phế liệu thôi. Anh chị không nghĩ rằng là sẽ có một công ty cân điện tử nào đó đến trực tiếp để sửa chữa cho mình. Thì hôm nay cân điện tử Gia Phát đã đến xưởng, tận nơi xưởng của anh chị và gần như đã cứu được rất nhiều cái dòng cân, và anh chị vô tình anh chị lại được sử dụng những cái dòng cân này với cái sự chuẩn xác như lúc ban đầu. Vì cân điện tử Gia Phát mang theo đầy đủ những cái qua cân chuẩn để bảo dưỡng và hiệu chuẩn lại cân chính xác như lúc ban đầu. Và để tìm đến công ty sửa cân điện tử tận nơi như thế này thì anh chị có thể truy cập đến website cân gia phát.com hoặc là cân điện tử gia phát.com. Đây là hai trong những website của cân điện tử Gia Phát chuyên sửa cân điện tử ở Định Quán Đồng Nai và những cái vùng lân cận. Và anh chị có thể nhìn thấy rõ trên web có những cái chuyên mục lớn về cân hạt điều hoặc là sửa cân điện tử tận nơi, thì anh chị sẽ yên tâm hơn để tìm kiếm một cái đối tác đáng tin cậy. Hoặc là anh chị đang xem video clip này trên YouTube thì anh chị không cần tìm kiếm đâu xa, anh chị kéo xuống bên dưới phần mô tả thì kênh điện tử Gia Phát cũng đã cẩn thận đặt hai cái đường link trong phần mô tả. Anh chị cứ nhấn vào đó và sẽ dẫn đến cái trang web của kênh điện tử Gia Phát sẽ nhanh hơn. Hoặc là anh chị cần gọi nhanh đến kênh điện tử Gia Phát để di chuyển nhanh đến anh chị để sửa kênh điện tử thì anh chị cũng có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình. Kênh Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và di chuyển nhanh nhất có thể ạ. Và anh chị đang xem video clip này trên YouTube, anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip mới nhất từ kênh điện tử Gia Phát cũng như là những video clip về hướng dẫn sửa cân điện tử tại nhà. Hoặc là anh chị có thể để lại những lời comment bên dưới, những lời nhận xét bên dưới về sửa cân điện tử làm sao, về cách sử dụng cân điện tử như thế nào, thì kênh điện tử Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi và phản hồi nhanh nhất có thể. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video clip này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.